gia vào buổi sáng ngày hôm ở nhà cũng rất là đơn giản thôi, với hai phút tay bước đơn giản mỗi ngày để có một làn da đẹp. Đầu tiên mình sử dụng dưỡng chất vitamin này. Chị ơi, cái gì? Heo à chị? Hôm nay Duy sẽ lai nhanh cả nhà ha. Phải khách chim đang hẹn mua đồ thì sẽ cho mẹ Duy rất là nha. Sau khi mình sử dụng mình sẽ đóng nắp bình như thế này nha cả nhà, nó phải để khô á. Chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc và thật.